Xin chào các anh chị, tuổi Đinh Tỵ sinh năm 1977. Đây là một cái tuổi mà mình rất là ấn tượng, bởi vì là em đã bỏ ra cả tháng giờ để nghiên cứu những cái tử vi phong thủy trọn đời của cái tuổi này, nhưng mà gặp rất là nhiều cái sự trở ngại và thậm chí là mình không có tự tin, mà đã không tự tin thì không dám chia sẻ hết hoàn toàn với mọi người. Thì nhưng mà hôm nay mình vẫn theo yêu cầu thì mình vẫn làm vận hạn 6 tháng cuối năm của tuổi Đinh Tỵ 1977. Thì xét nội tại của tuổi này á, thì năm nay á, là tuổi này không có dướng hoàng ốc, không có dướng kim lâu, nhưng mà dướng hoàng ốc và cũng không có dướng tam tai, mà nội tại của tuổi này là gì? Can của cái tuổi này á, can đinh á, là hành hỏa, tỵ địa chi tỵ thì cũng hành hỏa, cho nên là can chi nó cùng hàng với nhau là hành hỏa. Thường mà những người mà cùng hàng với nhau là những người có năng lực nhưng mà có thực tài, nhưng mà thành công của họ thì không có được nhiều người trợ giúp đâu, đa phần là phải tự tự mò tự lực mà làm thôi. Có giúp thì không phải là quý nhân giúp đỡ mà là bạn đời hoặc là gia đình giúp đỡ cũng không nhiều. Trợ lực là mọi thứ là phải do mình nỗ lực ra là chủ yếu. Nhưng phần lớn tuổi Tỵ là tất cả các tuổi Tỵ thì đều là tuổi âm hết. Tại vì như đã nói, tuổi Tỵ là một cái tuổi mà đại diện cho cái phần 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 xấu, phần âm của cái tâm linh, của địa ngục cho mọi thứ rồi. Cho nên là tất cả các tuổi Tỵ đều là tuổi âm hết. Và tuổi âm á, những người tuổi âm mà sinh vào tháng dương tức là tháng 1, 3, 5, 7 thì những người này là không thuận lẽ, thì những người này sẽ gặp khó khăn hơn những người sinh vào 2, 4, 6 những tháng âm ha. Tuổi âm sinh tháng âm thì thuận lẽ với âm dương cho nên là nó sẽ tốt, và những người mà sinh vào tháng dương tháng 2, 4, 6 thì những người này thường có cuộc sống ít gặp trắc trở ha. Khi gặp khó khăn thì luôn được những người xung quanh hỗ trợ giúp đỡ mình để vượt qua, cuộc sống thì ít gặp sóng to gió lớn. Xét từ tương quan ngũ hành với bản mệnh của cái tuổi này á, thì nam nó thuộc cung khôn hành thổ, tức là bản mệnh và năm âm ngũ hành là cùng hàng hành thổ hết, vì tuổi này là mạng sao tương thổ mà sao tương thổ âm, năm âm ngũ hành thì bình hòa nhau. Những người này vất vả như như những cái người mà nghịch nhau về năm âm ngũ hành và bản mệnh, nhưng cũng không phải là những người may mắn dễ dàng thành công, thường phải nỗ lực nhiều hơn người thường mới có được cái sự thành công. Họ không gặp trở ngại thôi, nhưng mà cũng họ không không may mắn đâu, họ bình thường thôi. Nhưng mà nữ tuổi này á, thì là thuộc cung khảm hành thủy, mà thổ thì khắc thủy, bản mệnh thì khắc nạp âm ngũ hành, gốc khắc ngọ. Thường những người này là không may mắn trong cuộc sống, hay gặp nhiều cách trở thử thách, phải nỗ lực rất nhiều thì trung vận họ hầu may mới có gọi là an nhàn, có tiền tiền bạc. Vốn dĩ những người mà nữ tuổi này á, là thông minh lanh lẹ hoạt bát lanh lẹ và có thể là nắm bắt thời cơ rất giỏi, tại vì họ là con rắn mà họ giữ tiền cũng tốt, nhưng mà tuy nhiên là lòng dạ của những cái người mà tuổi Đinh Tỵ nữ thì thường rất là sắt đá, hay để tâm và thường tỏ ra lạnh lùng trong các mối quan hệ, tức là quan hệ vợ chồng thì họ tỏ ra lạnh lùng lắm. Họ để tâm, họ ghim gút, gọi là mình hay gọi là ghim gút, chuyện nhỏ chuyện lớn thì họ để tâm, tới hồi có chuyện họ lôi ra họ nói một lần ha. Những người này hơi lòng dạ sắt đá, chạm vào tự ái của họ rồi là có đem tiền tỷ tới xin lỗi họ cũng không 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 cần, họ bất cần lắm ha. Rồi đó là nội tại của cái tuổi này cả nam lẫn nữ. Bây giờ mình xét xem coi là 6 tháng cuối năm, tổng đoán của năm nay nó như thế nào, sau đó mình sẽ xét lấy 6 tháng cuối năm ha. Trước hết là năm nay nam của tuổi này là có sao Thái Dương, một cái sao mà rất là hành lành ha, chủ cầu về lợi lộc và đắc tiền tài rất là tốt ha. Vận niên thì là tán tận, gọi là đề phòng tai biến, có máu và tim mạch nhức đầu. Vận niên thì là xà âm tỉnh, rắn bị nhốt xấu, hơi khó khăn ha, cảm thấy là mình bức bối, công việc nó cứ bức bối mình,
muốn làm mà mình không làm được, muốn cái gì đó là rắn bị nhốt. Mệnh thổ gặp năm hỏa là tương sanh, hỏa sinh thổ là ưu điểm rất là tốt. Địa chi tuổi tỷ tỵ gặp năm dậu là sinh nhập tốt luôn. Đinh gặp đinh là cùng can bằng hòa tốt. Chiếu theo ngũ hành vận chuyển của âm dương ấy, thì năm nay ấy, là vận đóng tại cung khôn hành kim thuộc hướng đông nam thiên đông, với tuổi tịnh tuổi đinh tỵ là sanh địa rất là tốt. À ngon lành ha, có sanh địa là rất là tốt. Tòa cung tiểu vận các có các sao cố định như thiên mã đi đây đi đó thì được nhiều ha, năm nay có thay đổi đi đây đi đó, nhiều khi là thay đổi nhà cửa. Có lưu niên vân tinh, có cô thần và tiểu hao. À, là có cô thần là có nam mà có cô thần là sẽ là chủ về sự chia ly, sự gây gổ trong gia đình. À, ha, lưu niên vân tinh là một sao tốt, có tiểu hao và cô thần là không tốt thôi, nhưng mà tiểu hao thì so với năm mà có thái dương thì tiểu hao không là gì hết. À, ca chiếu thì có các sao cố định như là bạch hổ này, đại hao tuần. À, có tuần thì sẽ làm giảm thiểu của hai cái sao bạch hổ và đại hao đi. Thiên phúc quý nhân, thiên phù hỷ thần, tuế phá thiên khắc thiên hư, phượng cát giải thần, điếu khách quan phù, đà la quả tú, thiên la tuyệt. À, có tuyệt và tuần thì trùng cung trong cung thì rất là tốt, cả hai cái đó thì tốt, nhưng mà một cái thì có tiền không đó thì sẽ và tuần không mà tuần không mà đồng cung với lại những cái sao xấu thì những cái sao xấu sẽ bị tiêu diệt ha. Các sao lương chiếu thì có lộc tồn, bát sĩ, thiên quan quý nhân, có hai cái quý nhân là rất là tốt này. Trực phù bát toái, thái tuế, kinh dương lực sĩ, hoa cái, long trì, thấu thư, dương phù, địa võng, quan phù. À, có rắc rối về chuyện với quan ha, quan phù là có rắc rối tí xíu ha, có địa võng mà đi dung với quan phù là không hay lắm. À, theo như luận đoán của các sao chiếu mệnh của như như trên á, thì nếu đúng thì năm nay là các anh nam tuổi này á, là có thái dương chiếu mạng nên cầu tiền tài đắc tiền tài, cầu tài lộc đắc tài lộc ha, có phát triển công việc một cách ổn định ha, xây dựng cho mình một cái nấc thang để có thể là bước lên. À, rồi phương diện mà ngoại giao đó, thì năm nay tứ trụ thì thiên tuế địa ổn, như vậy mọi chuyện cơ sở khởi đầu rất tốt đẹp, với công việc làm ổn định. À, sẽ tốt từ tháng 7 trở đi, à, qua 2 tháng sau, từ tốt từ sau giữa năm. À, trên mặt giao tiếp thì người tuổi này thường là ít hòa đồng ha, nên thường bị thiệt thòi, tức là cái tuổi tỵ mà nam là thường ít có hòa đồng, họ hay tỏ ra ta đây ha, cho nên là hay bị thiệt thòi, dù đa tài đa trí nhưng phải hòa nhập với đời sống thì mới thành công mỹ mãn được. À, cái đó là mình nói trước ha, mình có tìm hiểu cái tuổi này cũng khá kỹ. Họ hay tách biệt lắm. Phương diện mà tài chính á, thì năm nay có nhị hợp lộc tồn và giáo hóa lộc cùng cung, chư ái tình hội tụ luôn, cho nên là đây là những người mà tuổi Kỷ Tỵ, tuổi Đinh Tỵ thì thường là phải sau là bước qua năm 40 tuổi thì bắt đầu sự nghiệp nó mới gọi là ổn định, tiền mới giữ được và phát triển công nghiệp sự nghiệp, đó là họ là trung vận họ mới mới có tiền, còn tiền vận thì họ lân bên lạc bang, họ làm bao nhiêu mất bao nhiêu ha. Rồi đó là nam nha. Rồi phương diện tình cảm thì năm nay là có thể có hỷ thần thì có thể là có tin vui thêm con cái, còn nếu như những anh nào đang cô đơn thì năm nay anh nào mà lỡ gãy đổ với những cái tuổi không tốt mà lỡ gãy đổ thì năm nay thì sẽ có người gặp tâm đầu ý hợp ha, cái đó là nói chung này. Còn phương diện về sức khỏe thì do là bị tán cập cho nên là sẽ bị bệnh rình rập, không biết lúc nào bệnh nha ha. Rồi trên đây cái đó là của tổng đoán của cả năm theo nhiều cái rất là nhiều cái tử vi mà các anh có thể mua ở ngoài được để đọc nó sơ sơ. À, luận giải các sao thì nó không được giải kỹ như mình thôi, còn xét 6 tháng cuối năm với theo cái này là của riêng em ha, nghiên cứu
thì đinh mùi thì cũng còn cả chục ngày nữa thôi, thì tháng này là tháng thủy à, mà thổ thì mà mình khắc thủy ha, địa chi của tuổi đinh mùi với lại tuổi tuổi tỵ của mình, mùi tỵ thì nó cũng không có quá gì gọi gì là xung khắc nhau à, cho nên đó là tháng này do là sáng chung của tháng kỵ của mệnh, cho nên là về vật tiền bạc thì tháng này có thể là công việc nó chỉ ổn định, nó chỉ là bình bình, thấy công thấy việc nhưng mà không thấy tiền à, công việc mình làm mình không có tiền. Tháng 7 là tháng mậu thân ha, tháng mậu thân thì tháng này là tháng xung à, dần thân tỵ hợi, tháng này là tháng xung của tuổi mình, nhưng mà tháng thân này là mệnh thổ, mà mệnh thổ này là mệnh thổ dương, thổ âm cộng thổ dương thì nó rất là bình hòa, cho nên là mình không nói có tháng thân. Tháng thân này là chủ về sự gây gỗ ha, à, khắc địa chi này thì chủ về sự gây gỗ khó khăn trong gia đạo à, mà một phần rất nhỏ của công việc thôi à, cho nên là à, tháng này có thể nói là mình cũng bình bình, tiền cũng chưa thấy gì được nhiều, nói chung là bắt đầu thấy là mình khởi sắc hơn tháng tháng vừa rồi, thấy bắt đầu tiền nó vô lại rồi ha. Bác Hồ bà phải gọi mình rồi nhưng mà phải gọi chưa nhiều, do là địa chi nó khác, do là địa chi khác thì chủ hàng chủ gây về gia đạo gì đó không, nhưng đến tháng kỷ dậu à, tháng kỷ dậu là tam mệnh chiếu âm à, là tỵ dậu sửu à, đây là tháng mà mình gọi là bỏ túi à, tháng này là tháng thổ nè, tháng thổ này là tháng thổ âm à, đồng hạn với mình, đồng đồng mệnh với mình là một cái trợ lực rồi, kỷ với đinh với kỷ thì cũng không khắc à, không khắc không cũng bình hòa vậy, mình có tam hợp tiếu âm tỵ dậu sửu là gì, là giải quyết được công việc là không có gây gỗ và tiền tài à, đây. Có thể nói là tháng tháng kỷ dậu là tháng bắt đầu của mình, bắt đầu là à, mình lấy tiền vào túi à, tới đến tới tháng canh tuất thì là tháng kim à, tháng này thì do là mình đã bắt đầu mình khởi động rồi, dù là tháng sanh xuất của mình là thổ sinh kim nhưng nó vẫn dù gì nữa nó vẫn là tháng hợp, và như đã nói là tháng 8 mình bắt đầu mình quay mình chạy rồi, tiền đầu vô rồi thì tháng này là cái chớn nó sẽ qua luôn ha, nó chỉ là tháng sanh xuất thôi không có gì hết. Tuy nhiên đến tháng Tân Hợi tức là tháng 10 thì tháng này không có tốt đẹp như khen nữa ha, giờ mình nói là mình có quan phù có ấy chiếu mệnh, tuy là mình có một cái sao tốt sao chủ tốt chiếu mệnh mình nhưng mà không vì vậy mà tháng này nó sẽ tốt đi, dù có sao Thái Dương đi nữa thì Tân Hợi nào là phân tích tại sao mà thấy nó xấu đó. Đinh á, chữ đinh của thiên can đinh của mình đó, thì khắc tân ha, hợi của mình đó, là dần thân tỵ hợi là tháng xung của tuổi mình ha, mệnh thì sanh xuất à, thổ sinh kim thì cho nên là tháng này là chủ hao về tiền bạc, chủ hao về công việc gặp rắc rối tốn tài ha, và gây gỗ thậm chí là có lôi tới quan quyền có phải có luôn, cho nên là đặc biệt cẩn thận nhìn cho mà các anh cẩn thận giùm em trong tháng 10 không đầu tư cái gì quá lớn, công việc mình cứ tự lực cứ để đó mà làm tới thôi, đừng đầu tư ra tiền lớn trong tháng này và tránh mọi sự va chạm. À, đi xe đi đồ này kia cẩn thận và nhậu nhẹt tránh mọi sự va chạm, mình biết là tháng này là tháng xung tháng xui xui nhất của mình trong năm này, dù là năm này năm Thái âm sao thành công nhưng mà chủ ra mình cũng có rất là nhiều sao đi kèm không tốt ha, có đại hao tiểu hao luôn, cho nên là cẩn thận trong tháng này ha. Tháng 11 á, thì là tháng nhâm nhâm tý à, mà đinh thì hợp nhâm à, tý thì bình hòa, tháng nhâm tý là mộc à, mộc thì khắc thổ nhưng mà nhờ mình có cái chữ nhâm đầu mộc khắc thổ tức là tháng 10 nè, nó gặp rắc rối nó kéo qua tới tháng 11, tháng 11 này cũng không có tốt hơn, tức là mọi việc nó sẽ ổn định hơn nhưng mà tháng 11 cũng không phải là một tháng ổn định, trên đà rơi mà mình rơi xuống là mình phải ví dụ như tháng 10 là rơi tới đỉnh đó rồi sát xuống rồi tháng 11 nó mới những ngóc lên chút xíu thì nó cũng sẽ không có tốt làm gì à, nhưng đến tháng Quý Sửu à, tháng 12 tháng là tháng Quý Sửu à, thì chữ quý của tháng này á, nó lại khắc đinh à, nó khắc chữ đinh của mình mà mộc là khắc thổ
À, nhưng mà được có một cái có mình tam hợp thiếu âm cho nên là công việc đồ này kia thì nó vẫn ok, tiền tài nó vẫn ra mình làm vẫn được, nhưng mà nó sẽ có rắc rối rất là nhiều thứ, nào là gây gỗ gia đình công việc của này nó sẽ gặp đình trệ, nhưng tiền nó vẫn ra đều đều như vậy. Cho nên là 3 tháng cuối tức là tháng 10 là rất là xấu, tháng 11 đã hơn một chút ha, tháng 12 lại rơi vào cái nó cũng ngang ngửa với tháng 11, tại vì tuy rằng là nó có tam hợp thiếu âm nhưng mà mình bị quý nó khắc chữ đinh của mình, tháng này tháng quý mà quý quý sửu nó sẽ khắc chữ đinh của mình, cho nên là chủ về sự khó khăn trong công việc ha. Còn cái chữ mộc khắc thổ đó, đó là chủ về cái chuyện sức khỏe, bệnh hoạn và tai nạn, cho nên là mình sẽ để tháng 12 là như vậy. Đó là trên đây là những cái tổng đoạn 6 tháng cuối năm của tuổi Đinh Tỵ 1977 năm. Bây giờ mình xem mình coi nữ thì như thế nào ha. Nữ của các chị thì năm nay là sao Thổ Tú, sau này là đi xa thì là không có hao tốn tiền, nạn thì hình tiền, cần giữ gìn sức khỏe và tai nạn, nhưng mà nhẹ thôi không có nạn ha. Vận niên là xạ tỵ rắn bị nhốt, mệnh thì cũng thổ gặp năm hỏa là ưu điểm nè, địa chi tuổi tỵ gặp năm dậu là xâm nhập tốt, thì dậu sửu ma tam hợp à. Thiên can chữ đinh gặp năm đinh là tốt luôn, năm nay là mình tám hợp chiếu âm cho nên là có thể nói là năm nay mình làm ra tiền, thì cũng như cái tuổi kia thì năm nay á, là vẫn là đóng tại cung khảm hành tỵ thuộc hướng hướng bắc, đối với tuổi đinh tỵ nữ là vương địa tốt luôn. Các sao cố định chiếu thì có tốn hư tuế pha thiên khóc thiên hư thiên trừ thiên phúc quý nhân, có bốn chữ thiên luôn, bốn chữ thiên này là tứ thiên là ngon nè. Chiếu có các sao cố định là thái tuế quan phù kinh dương thiên mã, cũng có đi đây đi đó nhiều nè, lưu niên lương tinh, có tam môn, có cô thần, có đại hao, có ba sao này đi chung thì để ý cái chuyện tan tan cử, có triệt phượng cát giải thần điếu khách lực sĩ đà na quả tú thiền la, tại cung ấy có sao thái tế bạch hổ quan phù thiên mã, năm nay chủ đi xa ra tiền ha, có thái tế bạch hổ quan phù thiên mã, có tam hợp của thái tế bạch hổ quan phù thì là rất là tốt. Các sao lưu chiếu thì có long đức quốc ấn tướng quân tuần bạch hổ tiểu hao long cái long vị thủy thần đường phù quan phù, vậy cho nên theo như mà vẫn đoán vậy thì năm nay là nhờ tọa cung tiểu vận là vương địa cho nên nó là chị là tuổi này là năm nay là gia đình thì được vững chãi ha, vợ chồng được hạnh phúc, tiền bạc thì rất là nhiều, nhưng năm nay bị hung tinh sao thổ tỏ cho sao sao Thổ Tú cho nên là bị hung tính của sao Thổ Tú đó, cho nên phải đề phòng bệnh tật hao của, nặng hơn thì cũng nặng hơn thì nhà có tang ha, nhà nào ấy có tang, phải tạo phúc lành công đức thì để cho mấy cái gỡ được cái tá có lại được năm nay ha. Thì đó là những cái mà chung lũng đó thì về phương diện mà công việc á, trong năm sự thăng trầm ở công việc nó có danh tiền bạc thì đem lại, nhưng mà công việc thì cũng có gặp như là phải đi đây đi đó nhiều, cho nên là đầu tư phải có chừng mực, tuy là năm thắng địa nhưng năm đắc địa nhưng mà cũng phải cẩn thận cái việc xấu, do cũng có mấy cái sao là không có được làm mấy hành. Và phương diện tài chính thì có tam hợp của sao thái tuế bạch hổ quan phù, tuy ba sao này là ba sao xấu nhưng mà nó ở chung với nhau cộng thì nó sẽ là một sao tốt về tiền bạc, cộng với là thiên mã thì có thiên mã thì là cái sao thiên mã là cái sao đi đây đi đó rồi này kia nhiều, rồi phương diện sức khỏe thì đau lưng thấp khớp là nhiều chứ không có bị nặng, chủ yếu là phòng tai nạn. Thì cũng như các anh nam thì như đã nào, thì đó là những cái chung của các sách hoặc là tử vi phong thủy mà các chị có thể dễ dàng tìm được.
thì xét chung lại 6 tháng cuối năm đó, đinh tỵ mà mạng nữ này đó, thì như đã nói là cũng như các nam thôi, tháng tháng này là coi như mình xong rồi, qua một cách nhẹ nhàng, tại vì là chỉ là thổ khắc thủy, là mình khắc nó thì khắc mệnh, nhưng mà không phải địa chi và địa chi của tháng hoặc là thiên can của tháng không ảnh hưởng gì tới mình hết. Nhưng tháng tháng Mậu Thân tức là tháng sau á, thì địa chi là dần thân bị hại, cho nên là chủ về sự gây gổ, sự khó khăn trong công việc, gây gổ với lại gia đình ha, đề phòng cái chuyện đó. Tháng 8 là tháng Kỷ Dậu, à thì tháng này là như đã nói là tháng hợp địa chi tam hợp, không tam hợp của năm ha, tỵ dậu sửu rồi tháng Kỷ Dậu luôn nữa, trong tháng Dậu luôn nữa, mình làm sao mà không lấy tiền được. Tháng này là tháng rất là tốt của năm hay, và năm này tháng này mà có làm gì thì đầu tư lớn hoặc là ấy gì thì mình không có sợ trở ngại. Nhưng mà tháng 10 như đã nói, đinh nó khắc tân ha, tứ hành xung là dần thân tỵ hợi, cộng với là mệnh là sanh xuất, cho nên tháng này là vừa tốn tài ha, đi xa thì còn tai nạn, công việc thì gặp khó khăn, cho nên là tháng này mà anh chị nào mà có làm mà việc mà gọi là mánh mung phi pháp thì để ý ha. Rồi tháng này mình xếp càng đi, chứ không là tháng này rất là khó khăn ha. Mình nói thật chứ anh em mình bây giờ toàn lách luật để mà đi, không lách luật đi coi chừng ha. Cái tháng này anh chị nào làm lách luật thì nhớ cẩn thận, còn không thì khép xếp gió chờ đi. Như tháng 10, tháng 10 là chủ tất cả mọi cái sự xấu của nó nằm ở trong này hết, tại vì vừa vừa khắc về thiên can, vừa khắc về địa chi, vừa xung về địa chi và sanh xuất là tốn tiền rồi. Năm nay chủ về tài tài lộc thật, nhưng mà cũng phải là để ý một chút. Tháng 11 thì là tháng kia thì nó xấu, thì tháng này nó cũng hơi nhỉnh lên chút xíu thôi, hơi khá hơn một chút, không xấu như tháng ấy đâu. Và tháng 12 thì khắc về quý, nó khắc đinh và thiên 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 can quý, nó khắc cái chữ đinh của mình, chữ đinh tỵ của mình ha, mộc có khắc thổ, cho nên là chủ công việc nó sẽ có những cái việc rắc rối, thậm chí là bị người, nói chung là bị hăm dọa, bị kiện tụng gì đó. Nhưng mà có tam hợp chiếu âm, cho nên là tháng này mình vẫn ra tiền. À, trên đây là tổng đoán của em về tất tần tật các cái tử vi phong thủy của 6 tháng cuối năm tuổi Đinh Tỵ 1977, cả nam lẫn nữ, và mong rằng tin này là giúp được cho anh chị có được cái thông tin về những cái tháng tốt xấu để mình đầu tư và mình có được lợi nhuận, cũng như là mình có được cái đề phòng để cái việc đi xa tai nạn đồ này kia. Mong rằng là những thông tin này là hết sức thiết thực với các anh chị tuổi Đinh Tỵ. Nếu các anh chị thấy hay thì bấm like, nhớ bấm like. Mọi người coi thì nhiều lắm nhưng mà like thì sao ít quá, chắc là có vẻ là em làm không có hay ha. Và chia sẻ, nếu như ai chưa đăng ký kênh thì bấm đăng ký kênh ở bên dưới, kênh của anh Ba Tử Vi. Còn nếu như mọi người thấy hay nữa thì mọi người click vào quảng cáo, nhất là các anh chị ở nước ngoài click vào quảng cáo, thì đó là một cách hỗ trợ thiết thực nhất để em có tiền trả tiền điện, làm video clip cũng như livestream trả lời tất cả các thắc mắc của anh chị về tử vi phong thủy hàng ngày. Bye bye và hẹn gặp lại các anh chị ở clip khác.